Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người trở lại với cả channel của mình. Mình lại là Nam đây. Ngày hôm nay lại trở lại với anh em về con game thi đường có chơi. Con game quốc dân bây giờ được đông đảo anh em chơi nhất thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay thì mình bỏ ra đâu đó khoảng cỡ là lên quanh 25 triệu. Mình cũng muốn chia sẻ một chút cái thuật toán nữa là một số cái thông tin như là về game mà anh em chưa nắm bắt được đúng không? Hiện tại thì game cũng có linh tải mới rồi. Nên nếu như anh em mà đang chơi thì anh em có thể là 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 là, là... Uh, sao ta? tức là anh em có thể là anh em cần uh, tải đúng được link ở bên dưới phần mô tả phần comment thôi. mình sẽ để bên dưới cho anh em. nhiều lúc mà là, làm cũng hơi lú quá anh em ạ. thật chơi game các thứ là cũng uh, hơi hoang mang tí. thì ngày hôm nay thì mình cũng muốn uh, chia sẻ lại cho anh em về cái con uh, thuật toán tài xỉu một đến năm ba giây. nên là mình cũng mong là anh em sẽ có thể là hỗ trợ mình là một này. cái thứ hai là mình cũng có rất nhiều cái mẹo mới uh, muốn uh, đem lại và uh, chia sẻ cho anh em để anh em có thể ăn được tiền. Bên trời ơi mẹ mày vào đúng lúc mẹ gặp quả cầu đẹp thế này mà không chơi thì cũng hơi phí anh em ạ. Thực ra không phải đẹp mà là cái mẹo nó ui. Ui mẹ mày chưa kịp nhìn xong cái cầu ở trong mà đã đánh cái này rồi nó cũng hơi đau. Bảo sao à trời đất ơi. Thôi 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 thôi, chúng ta phải đánh nha. chỉ chu lại đây anh em ạ. Không bị sẽ không thể bị dụ được. Bị dụ này là toang lắm anh em ơi. Toán lắm toàn lắm này tay đầu tiên mà đã 5 đã, đã cụ 7 đi rồi này 25 2 5 cộng 3. 3 là cái giá xỉu này Ok bẻ một phát này luôn này đây 6 triệu 7 triệu này 10.000 xem mà ra cái gì nào cứ phải có lãi đã oh, 233 này mà lên mà lên mà lên được cái chứ được, được 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 đấy anh em ạ uhm. khó Hiện tại miền Lai đâu đó khoảng cỡ là hơn 1 một triệu, một triệu sáu. à 900.000đ à? à 4 cộng 2 cộng 1 thì cái ra tài này. 500 5 02 đây. Vô. Ui, 123 Khó đấy nhờ Khó thế nhờ anh em nhỉ? <laughs> nếu như thế này mà, mà mà được đẹp thì đúng là tuyệt vời quá nhưng mà chơi theo kiểu công thức như này thì đúng là kiểu gọi là hay bị nhầm lẫn lắm các bạn ạ chữ F này F vào số không thì cái này ra cháu ra, ra ra tài rồi này bây giờ mình phải có kiếm lãi trước đã mình sẽ đánh cái này 11 triệu 11 triệu để mình kiếm lãi trước đã sau rồi mới giờ mới vào được không có là toàn à, năm, à. mở 255 255 quá đẹp luôn anh em à như thế này nó còn 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 gọi là là gì là là đấy nữa hả à, anh em mẹ quá là tuyệt vời luôn anh em ạ à. ui tầm như thế này rồi mà còn ông nào mà còn chê được nữa thì thôi tôi không biết nói như nào để anh em có thể là à, ấy đây anh em ạ à. ui rồi ôi cái tầm này rồi thì anh em cứ không phải flo hiểu không chơi được là phải có lãi ba một một cái này về uh, tài này mày uhm, quá chưa em bem nóng bên vội là cũng đi rồi anh em ạ. Bếp nóng bếp vội là cũng đi rồi. Hết quá hết quá, mình phải giữ cái đầu lạnh cái trước đã anh em ạ. Không có là cũng mấy đây anh em ạ. Trời đất ơi. Khó quá, khó quá. Phải bình thường thôi anh em ạ, phải bình thường thôi anh em ạ. Má à, ơi luôn ạ. À. Hiện nay em nó nhảy ra một hai số thì đúng là tuyệt con em mà vời luôn ba bốn bốn này ok từ từ có rồi luôn đây hai à, bây giờ giữa bây giờ có phân tự chọn này nếu như vào số 2 thì cây ra xỉu mà vào chữ e thì bây giờ gây ra tài này phân vân này phân vân này Hãy chơi cầu bắt thứ là bắt đầu vào cái thế gọi là hẹp họng rồi đấy rồi ơi. Đó Ui thế là vẫn vào chữ E anh em ạ Mẹ đúng là kiểu căn lệch một tí thôi là cũng ối uh... rồi luôn anh em ạ Ý... Khó 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 Tiếp 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 606 cái xỉu này Đây mình có lãi rồi nên mình chậm chậm lại thôi anh em ạ Lãi năm chục Ping năm bảy này ui trời ơi quá chuẩn luôn anh em ạ à. ờ à. Ôi. rồi ôi ôi quá là ngon quá là ngon luôn anh em ạ à. như thế này mà ông nào mà còn gọi là chê hay là còn, còn còn cái gì nữa thì bới hết vào đây nha anh em nhá cái mẹo của tôi cái thuật toán của tôi đến thời điểm hiện tại là tôi vẫn thấy là ổn vẫn là ok nên là mình sẽ chốt lãi ở đây thôi không nên tham quá và cũng không nên gọi là đa dạng sản phẩm quá thật sự với anh em còn là chơi theo nhiều kiểu dạng nhiều như thế này á, thì đôi lúc là nó cũng sẽ có những cái 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 cái, cái gọi là bị rớt nó chưa được ổn cho lắm Nên là dù ít hay là nhiều thì mọi người cũng có thể là giúp mình chơi trải nghiệm và kiếm bằng những cái đồng vốn nó hợp lý nhất có thể là được rồi lãi phát là phải nghỉ thôi đừng tham quá tham quá thì giống kiểu tôi hôm trước ấy ăn được lên hơn hai chục triệu rồi mẹ mày cứ tham tí xong cứ một tí cố 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 thế là còn được cái nịp ôi rồi luôn rồi bye bye mọi người mà anh em nhớ là áp dụng đúng cái công thức những thuật toán để mà ăn lời ăn lãi nhá bye bye mọi người